Các bạn đã xem chưa? Để bị nói cho mà nghe. 4 triệu rưỡi view bông quay đấy. Hello, đây là góc làm việc của mình. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ video đầu tiên của mình cũng như cái channel của mình. Mình không nghĩ là nó được nhiều sự ủng hộ của các bạn như thế. Thế nên là mình sẽ quyết định làm tử tế cái kênh này. Mình sẽ cố gắng bỏ qua bộ bề của channel để cố gắng ra 2 video một tháng hoặc là 4 cái một tháng. Và mình sẽ, có lẽ mình sẽ lên vào ngày thứ 7 hàng tuần. Thế nhá, hẹn gặp các bạn vào thứ 7 hàng tuần. Có thể thế. Bye bye. À chết, các bạn muốn mình làm về cái gì? Về bản thân mình này, về ad channel hay là về quay phim, mình làm quay phim mà, về máy ảnh các thứ hay bất cứ thứ gì. Mình sẽ cố gắng mình làm cho các bạn. Nhớ comment về phía bên dưới nhá. Bye bye.